Để xong ăn lại. Ừ. Rồi, để xong ăn lại. Cất. Để xong ăn lại nữa. Đó, xóa lại quyền liên luôn á. Dư mà được. Sườn thêm cái nữa. Cưng quýt khanh quýt sao mà cưng 200 điểm. Anh chăng 200 điểm rồi, vậy thôi. Rồi, quý vậy. Học rồi. Rồi. Cùng má. Má nó quét cho nó ngon liền ha. Nhúng cái khăn ướt ha, dắt khô cái lao rồi. Rồi điểm nhiều nãy giờ tôi điểm nhiều. 28 thì. Chạy mức rượt liền. Trăm điểm là 20 triệu. Trăm điểm kia 18 triệu. Nó sáng giờ nếu mà chung qua chung lại là đủ quá. Nhiều tiền đấy. Trăm điểm là 20 chai. Này 100 140 rồi, 140 điểm. Khi 135 điểm. Không ngon, quýnh thằng này là không ngon liền. Ba băng đỏ, quýnh đỏ ba băng dễ quýnh luôn. Dễ. Đâu. Trời ơi. Vậy. Ừ. Đây, đâu chú làm mà nữa, ba vụ đó nữa. Đâu. Đúng mà. Thôi ba mấy người đạo. Đâu tôi đâu chơi, đâu người gãy tôi. Vợ thấy thì chửi vậy. Bị chúng luôn hay vậy. Bà ý. Cái bà Yến My bán cua đó ăn cũng được. Hôm trước thật cũng có mua mặt. Như có mua mà có mua bả không? Có, cứ mua bả. Rồi, hết ngon. Tao tao chọn đường tứ liền á. Đấy. Nè đồ chơi hả? Nè ra đi cũng hơi lâu à. Nhiều quá. Sao lửa nó đừng bán lửa đừng bán nữa. Trời ơi. À, xem có. Đó, đã dắt gì nữa.
xe bệnh thế gì mà. Vậy đi xe Honda thấp máy ra. Ha, có thằng nó đẩy á. Đã dốc thì á. Má mày nước ngoài. Má này còn thắng kìa. Mày nước ngoài chơi nhiều cái rồi nó độc lắm mày ơi. Giá bỏ cái dạng. Mấy nước ngoài chơi tiếu lắm đủ. Chơi mà nó bận quần lót không á, chứ ngồi dưới đất á, chứ kia cầm hai cái giò á, kéo bụng mới cho rướt máu lúc chơi. Còn lụ á. Nó tức ghê chứ. Được. Cơ hỏi. Không nằm đoạn đó mà bi hở ra là không bao giờ đá, mà cái bi nằm sát băng á, nằm ở đoạn 25-30 quýnh 10 trái đá hết 10, đoạn nó hở ra khoảng chừng nửa gan gan là quýnh không bao giờ bị đá.